Chào mừng các bạn trở lại với xe di luyện thi tổ ích và học từ. Mình tiếp tục với phần reading part 5. Các bạn cho ý kiến để mình làm video học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé. Luyện thi tổ ích bài 31. Phần 1. Giải bài part 5. Câu 16. The personnel department will... Dot 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 only those applicants who have five or more years of experience for the position. Các lựa chọn gồm. Participate. Consider. Grant. make một số từ vựng dùng trong bài personnel personnel nhân sự department department phòng ban bộ only only chỉ applicant applicant người xin việc experience experience kinh nghiệm trải nghiệm position position vị trí participate participate tham dự consider consider cân nhắc grant grant ban cho make made made make made made tạo ra trong đó từ mới là applicant applicant người xin việc grant grant ban cho ta có thêm từ liên quan, liên quan đến từ applicant applicant người xin việc ta có ba từ sau apply apply áp dụng, xin việc application application đơn xin, phần mềm ứng dụng applicator applicator máy mạ trong đó từ application application ngoài nghĩa phần mềm ứng dụng còn có nghĩa là đơn xin và từ applicator applicator máy mạ có nghĩa khác hoàn toàn tiếp theo là từ participate participate tham dự ta có hai từ đồng nghĩa là attend attend và take part take part đều là tham gia tham dự nhưng từ attend sử dụng trong câu trang trọng hơn hai từ kia đáp án là b The personnel department will consider only those applicants who have five or more years of experience for the position. Câu 17 Employees of Belfor Electronics Limited are ...involved in community assistance programs. Các lựa chọn gồm active, actively, activate, activity. Một số từ vựng dùng trong bài employee employee nhân viên người làm công electronic electronic điện tử limited limited bị hạn chế công ty trách nhiệm hữu hạn involved involved có liên quan có dính yếu community community cộng đồng assistance assistance sự hỗ trợ program program chương trình lập trình active actively active actively tích cực một cách tích cực activate activate kích hoạt làm hoạt động activity activity sự tích cực trong đó từ mới là involved involved có liên quan có dính líu active actively active actively tích cực một cách tích cực activate activate kích hoạt làm hoạt động activity activity sự tích cực ta có thêm từ liên quan từ staff staff nhân viên chỉ nhân viên số nhiều. Liên quan đến từ involved, involved, có liên quan, có dính líu, ta có động từ involve, involve, bao hàm, dính líu. Tính từ involved thường đi cùng với giới tự in hoặc with involved in involved in tham gia vào involved with involved with liên quan đến đáp án là b employees of belfour electronics limited are actively involved in community assistance programs. Câu the executives at Maculter Equipment decided they would not dot 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 the contract without major changes. Các lựa chọn gồm: renew, consume, identify, resemble. Một số từ vựng dùng trong bài: executive, executive. Điều hành, người điều hành. equipment equipment thiết bị decide decide quyết định contract contract hợp đồng without without không có mà không có major major chủ yếu, lớn change change thay đổi, sự thay đổi renew renew làm mới lại, gia hạn consume consume tiêu thụ, tiêu dùng identify identify xác định resemble resemble giống với Trong đó từ mới là Executive, executive. Điều hành, người điều hành. Consume, consume. Tiêu thụ, tiêu dùng. Resemble, resemble. Giống với. Đáp án là A. The executives at Macalter Equipment decided they would not renew the contract without major changes. Các giám đốc điều hành tại Macalter Equipment quyết định họ sẽ không gia hạn hợp đồng nếu không có những thay đổi lớn. Câu 19. Wetsuits are made with A dot-dot-dot layer of rubber that traps heat and keeps divers warm. Các lựa chọn gồm Protect, protects, protective, protectively. Một số từ vựng dùng trong bài Wet, wet Ướt, bị ướt Suit, suit Bộ quần áo Wet suit, wet suit Quần áo lặn Layer, layer Lớp Rubber, rubber Cao su Trap, trap Bẫy, cái bẫy Heat, heat Hơi nóng trap heat trap heat giữ nhiệt keep kept kept keep kept kept giữ diver diver thợ lặn warm warm ấm protect protect bảo vệ bảo hộ trong đó từ mới là wet wet ướt bị ướt wetsuit wetsuit quần áo lặn layer layer lớp rubber rubber cao su trap trap bẫy cái bẫy heat heat hơi nóng Trap heat, trap heat, giữ nhiệt, diver, diver, thợ lặn, warm, warm, ấm, protect, protect, bảo vệ, bảo hộ. Đáp án là C. Wetsuits are made with a protective layer of rubber that traps heat and keeps divers warm. Bộ đồ lặn được làm với một lớp cao su bảo vệ có tác dụng giữ nhiệt và giữ ấm cho thợ lặn. Câu 20. New Camp Services Managers Will meet to discuss the proposed dot 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 of three smaller branches into one large branch các lựa chọn gồm security bracket connector merger một số từ vựng dùng trong bài manager manager người quản lý meet meet gặp gỡ học discuss discuss thảo luận propose propose đề nghị large large rộng lớn branch branch nhánh chi nhánh security security sự an toàn bracket bracket dấu ngoặc bệ giá đỡ connector connector bộ kết nối đầu nối merger merger sự sắp nhập liên doanh trong đó từ mới là bracket bracket dấu ngoặc bệ giá đỡ connector connector bộ kết nối đầu nối merger merger sự sắp nhập liên doanh đáp án là d New Camp Services managers will meet to discuss the proposed merger of three smaller branches into one large branch. Các nhà quản lý của New Camp Service sẽ gặp nhau để thảo luận về đề xuất sáp nhập ba chi nhánh nhỏ hơn thành một chi nhánh lớn. Phần 2. Danh sách từ mới. Apply, apply. Áp dụng, xin việc. Application, application. Đơn xin, phần mềm ứng dụng. Applicant, applicant. Người xin việc. Grant, grant. Ban cho. take part take part tham gia tham dự activate activate kích hoạt làm hoạt động active actively active actively tích cực một cách tích cực activity activity sự tích cực involve involve bao hàm dính líu involved involved có liên quan có dính líu involved in involved in tham gia vào involved with involved with liên quan đến executive executive điều hành người điều hành consume consume tiêu thụ tiêu dùng identify identify xác định resemble resemble giống với wet wet ướt bị ướt wetsuit wetsuit quần áo lặn layer layer lớp rubber rubber cao su trap trap bẫy cái bẫy heat heat hơi nóng trap heat trap heat giữ nhiệt diver diver thợ lặn warm, warm, ấm, protect, protect, bảo vệ, bảo hộ, bracket, bracket, dấu ngoặc, bệ, giá đỡ, connector, connector, bộ kết nối, đầu nối, merger, merger, sự sát nhập, liên doanh. Phần 3. Ôn từ bài mới. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. Apply. Áp dụng, xin việc. Application. Đơn xin, phần mềm ứng dụng. Applicant người xin việc grant ban cho take part tham gia tham dự activate kích hoạt làm hoạt động active actively tích cực một cách tích cực activity sự tích cực involve bao hàm dính líu involved có liên quan có dính líu involved in tham gia vào involved with liên quan đến executive điều hành, người điều hành consume tiêu thụ, tiêu dùng identify xác định resemble giống với wet ướt, bị ướt, wetsuit quần áo lặn, layer lớp, rubber cao su, trap bẫy, cái bẫy, heat hơi nóng, trap heat giữ nhiệt diver thợ lặn ấm protect bảo vệ bảo hộ bracket dấu ngoặc bè giá đỡ connector bộ kết nối đầu nối merger sự sát nhập liên doanh tiếp theo nghe tiếng việt bật nhanh tiếng anh áp dụng xin việc apply đơn xin phần mềm ứng dụng application người xin việc applicant ban cho grant tham gia tham dự take part kích hoạt làm hoạt động activate tích cực một cách tích cực active actively sự tích cực activity bao hàm dính líu involve có liên quan có dính líu involved tham gia vào involved in liên quan đến Involved with, điều hành, người điều hành. Executive, tiêu thụ, tiêu dùng. Consume, xác định. Identify, giống với. Resemble, ướt bị ướt. Wet, quần áo lặn. Wetsuit, lớp. Layer, cao su. Rubber, bẫy, cái bẫy. Trap, hơi nóng. Heat, giữ nhiệt. Trap heat, thợ lặn. Diver. Ấm. Warm. Bảo vệ, bảo hộ. Protect. Dấu ngoặc, bệ, giá đỡ. Bracket. Bộ kết nối, đầu nối. Connector. Sự sát nhập, liên doanh. Merger. Phần 4. Kiểm tra từ bài mới. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. Rubber. Layer. Wetsuit. Application. Activity Diver Connector Merger Heat Applicant Bracket Apply Grant Take Part Activate Involve Consume. Identify. Resemble. Trap. Trap heat. Protect. Involved. Executive. Warm. Involved in. Wet. Involved with. active actively Tiếp theo, nghe tiếng Việt, bật nhanh tiếng Anh. Thợ lặn. Hơi nóng. Cao su. Sự sát nhập liên doanh. Lớp. Người xin việc. Quần áo lặn. Sự tích cực. Bộ kết nối đầu nối. Điều hành, người điều hành. Đơn xin, phần mềm ứng dụng. Dấu ngoặc, bệ, giá đỡ. Kích hoạt, làm hoạt động. Ban cho. Áp dụng, xin việc. Tiêu thụ, tiêu dùng. Bao hàm, dính líu. Bảo vệ, bảo hộ. Tham gia, tham dự. Giống với. Bẫy, cái bẫy. Xác định có liên quan, có dính líu. Ướt, bị ướt. Tích cực, một cách tích cực. Tham gia vào. Ấm. Liên quan đến. Giữ nhiệt. Phần viết tinh mình sẽ tiếp tục tập trung vào phần học từ. Các câu hỏi trong phần reading chúng ta hoàn toàn có thể làm được một cách nhanh chóng khi biết nghĩa của tất cả các từ trong câu mà không cần bất cứ mẹo làm bài nào cả. Mình cũng đề nghị các bạn khi học từ, nhớ đọc thành tiếng để có thể phát âm chuẩn hơn. Hy vọng có thể giúp các bạn học được rất rất nhiều từ vựng. Chúc các bạn nhanh chóng học tốt tiếng Anh. See you soon.